anh em chào phó, chúng con trước đây sống mình rèn, chúng con trước hết chào thằng cha sở, chào cố doàn quý sĩ ta, quý cha phó, quý sơ, quý chức ảnh giáo và tất cả anh em chúng ta ngày hôm nay chúng con về được dâng lễ tạ ơn cùng với cha sở và cùng hiện diện anh em, chúng con rất là vui. Trước hết hôm nay chúng ta là chủ nhật thứ 4 phục sinh, ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn yên chiều. Con nghĩ rằng chẳng biết là ngẫu nhiên hay là vô tình, cha sở Philippe của chúng ta lại kết thúc sứ vụ của mình chính trong ngày lễ này. Con thấy một sự móc nối đầy ý nghĩa giữa khởi đầu và kết thúc sứ vụ. Khởi đầu sứ vụ linh mục của cha sở được chủ chức vào ngày 1 tháng 10 năm 1988, lễ thánh Teresa Hải Đồng Giêsu, vị thánh của các linh mục. Và hôm nay kết thúc sứ vụ linh mục lại được đăng kết trong ngày lễ Chúa Chiên Lành, cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ, là cho ngày lễ tạ ơn của chúng ta hôm nay mang nhiều chiều kích thánh thiêng của hành trình ơn gọi của cha sở Philippe, như Chúa Giêsu đã khẳng định trong tin mừng hôm nay: tôi ban cho anh chị em sự sống đời đời và không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Quả thật con cùng với một số cha đã được sống bên cha sở Philippe lâu năm, phần nào đó con cũng thấy hành trình ơn gọi của cha sở giống như tổ phụ Abraham năm xưa. Nếu năm xưa Abraham phải rời bỏ quê cha đất tổ là thành vua để đến vùng đất Chúa ban như thế nào, thì cha sở cũng phải rời bỏ chốn chôn nhau đất đốn là ở Campuchia và thời chiến, nơi cha được sinh ra, được thấm đẫm văn hóa Campuchia và ngôn ngữ Pháp, cũng như đời sống chủ viện ở Phnom Penh, để trở về Việt Nam nhập lại chủ viện Thánh Giuse tu học nhập lại từ đầu. Không chỉ thế, từ đây cha Philippe lại hoạt lên hình ảnh của một ngôi xe nơi đại chủ viện Thánh Giuse Sài Gòn. Nếu như Chúa chọn một người ăn nói lòng lừa nhút nhát như Môi-se để điều đình với vua Pharaoh, dẫn đưa dân Israel qua khỏi đất Ai Cập để trở về đất hứa, thì cha sở Philippe của chúng ta cũng gian nan chẳng kém gì Môi-se. Chẳng ai tin rằng cha sở chúng ta khuôn mặt là Việt Nam mà nói tiếng mẹ như tiếng mẹ đang đẻ, đặt mãi mới nói được, rồi phải hội nhập môi trường chủ viện ở Việt Nam đầy khó khăn, phải học lại tiếng Việt. Và chúng ta biết thời đó cha sở của chúng ta cũng đã lớn tuổi rồi. Có nhiều lần cha sở Philippe đã kể cho chúng con nghe: khi tôi về Việt Nam, tôi nhập chủ viện vừa học thần học vừa học tiếng Việt, nhiều lúc tôi cũng cảm thấy mệt. Quả thật đúng như thế, khi con đồng hành với các em sự tu, con có xin cha sở là dạy các em môn tiếng Latin, và khi các em học, các em hỏi cha sở là: thưa cha sở, tục từ của tiếng Latin nó nằm ở chỗ nào? Cha sở cũng không biết tục từ là gì. Thế về ăn cơm, ngài hỏi con: cha thưa vậy, vừa nãy các em hỏi tôi tục từ mà tôi không biết tục từ là cái gì. Thế con nói với ngài: con đi mong á. Thế ngài bảo: thế mà sao nó không hỏi tôi cái từ đấy thì tôi hiểu ngay, còn nó hỏi tiếng Việt cũng không hiểu. Như vậy thì chúng ta thấy một sự nỗ lực, và nhờ thế chúng ta biết rằng trong suốt thời gian qua, biết bao nhiêu linh mục trẻ chịu chức trong giáo phận của chúng ta cũng qua bàn tay của cha sở đào tạo để trở thành những linh mục cho giáo phận. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu như Chúa gọi Môi-se không phát xuất từ những điều vĩ đại mà ông đã thực hiện để cứu dân Israel ra khỏi đất Ai Cập, cũng không phải là sự vững tin của Môi-se, cũng không phải là khả năng hùng biện trước Pharaoh, chẳng là Thiên Chúa chọn gọi ông từ những bất lực yếu đuối của con người, như Môi-se đã phải thốt lên: con không phải là kẻ có tài ăn nói vì con cứng miệng,
Bởi thế Môi-se đã thắc mắc: tôi là ai mà Chúa đã sai tôi với Pha-rôn? Và chính trong lúc yếu đuối đó, Môi-se mới tiên nhiệm được phần nào ơn gọi của mình không đến từ con người mà là đến từ Thiên Chúa. Cũng vậy, cha sợ cũng giống như Môi-se, có những lẽ nhiều lúc cha cũng không biết bắt đầu từ đâu trong hành trình theo Chúa. Chả thế, cha đã khiêm tốn chọn cho mình khẩu hiệu đời nên cũng xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Quả thật, Chúa đã dẫn đưa cha băng qua những gian nan và dùng bàn tay của cha xây dựng và thành lập biết bao nhiêu giáo xứ từ ngày chịu chức cho đến nay. Chẳng hạn, mua đất và đặt nền móng cho xứ Bình Lâm, xứ Xuân Hoa mà cha Hưng đang làm chánh xứ, cũng như xây dựng nhà thờ Định Quán, Gia Canh, Biên Hòa của chúng ta và Ân Triều. Tưởng chừng đã hết, nào ngờ lúc ra mùi thóc bạc cũng cố gắng quặt quật để sinh ra đứa con hóa ăn. Con nghe nói dù đã nghỉ hưu nhưng cha cũng mang thai để sinh ra những đứa con khác ở nơi này nơi khác, trong khi đó nhiều cha cả đời cũng không làm được. Đứng trước hoàn cảnh này, con thấy cha sợ của chúng con cũng thấy rằng mình phải cảm nhận được rằng lạy Chúa một bào thai sao có thể chia hai. Nhưng con hy vọng Chúa sẽ cho cha sợ sinh đôi những sự đạo mới, dù đã nghỉ hưu, dù đã 75 tuổi, nhưng lòng nhiệt huyết tông đồ không bao giờ vơi cạn. Và quả thật hôm nay là ngày Maria, ngày của mẹ, cha sợ như người mẹ hiền sinh ra biết bao nhiêu giáo xứ, bao nhiêu người tín hữu, và cha đã hoàn thành xuất sắc. Có thể quả quyết rằng chỉ có ai được chọn mới lãnh nhận ơn đó, và không ai được tự mãn về vinh dự đó, nhưng phải được Thiên Chúa kêu gọi như A-ron của xưa. Bởi thế, ơn gọi linh mục của cha sở là dấu chỉ hy vọng đặt nền tảng trên đất vi. Mỗi ơn gọi đặc thù đều nảy sinh từ sáng kiến của Thiên Chúa, là hồng ân tình thương của Chúa. Cũng thế, anh em linh mục chúng con là cha phó cho cha sở khi đến đây cũng đã rất hạnh phúc và biết ơn cha nhiều. Cha đã hướng dẫn và đồng hành với anh em linh mục chúng con trong suốt 24 năm ở Biên Hòa, có đến 16 cha phó. Con thẩm nghĩ cha sở có sức bền vật liệu, nói theo vật lý học, cha đã có nhân đức chịu vậy với 16 anh em chúng con. Nhiều khi chúng con không vâng lời cha vẫn ân cần yêu thương và kiên nhẫn với anh em mình chúng con, và một lòng yêu thương dìu dắt chúng con. Và anh em cùng thời với con chẳng hạn như cha Lắm, cha Trưởng, cha Hoàng, cha Hưng vẫn nói với nhau: nếu mà làm cha phó cho cha Năm, làm suốt đời cũng vui. Và như vậy để chúng ta thấy rằng người linh mục là người như thế nào? Linh mục phải là con người cho Chúa, người cho đi, như Chúa Giêsu đã khẳng định: tôi ban cho đàn chiên được sự sống đời đời. Con thấy cha sở luôn vui tươi, can đảm và mực ước trong đời sống. Ngài đã quan tâm và quân bình như cha Đa Minh vì tông đồ nổi tiếng của các bệnh nhân phong củi, phong tại đảo Molokai. Thấy mình nhiễm bệnh ấy thì vẫn vui vẻ. Từ nay, thay vì bắt đầu bài giảng bằng câu anh chị em thân mến, tôi sẽ nói là thưa các bạn phong thân mến của tôi. Kế đó, cha sở là một hình ảnh sống gần gũi với cộng đoàn, biết sử dụng khôi hài nhưng vẫn giữ được sự hòa nhã vui tươi, biểu lộ lòng yêu mến chân tình như cha thánh Gioan Maria Vianney. Ngày kia, cha thánh Gioan Maria Vianney gặp một bà trong xứ đến thăm ngài, biết bà là người nhiều chuyện, nói uyên thuyên suốt ngày, liền hỏi: trong suốt năm có tháng nào bà nói ít hơn một tháng không? Bà ta có ngỡ trả lời: thưa cha, con chỉ quen thói rồi, chẳng tháng nào con cũng nói như nhau. Không, có một tháng bà nói ít hơn, bà biết tháng nào không? Bà ngẩn ngơ: tháng nào thưa cha? Tháng 2,
vì chỉ có ham những ăn này. Kế đến, cha sợ cũng là con người phát triển quân mình về tình cảm, như Đức Thánh Đức Giáo Hoàng Francisco tiết lộ trong một loạt phỏng vấn khi Ngài làm tổng giám mục. Khi còn trẻ, Ngài chơi bóng rổ, nhưng Ngài thích đến sân vận động xem bóng đá cùng với gia đình, xem đồ xăng lo mà Ngài yêu thích. Khi là cậu bé, Ngài thích sưu tầm tem. Hôm nay tuổi đã xem bóng, tôi thích đọc sách và nghe nhạc. Âm nhạc là yêu thích, là bản hòa tấu Leonore Overture của Beethoven, được thực hiện bởi cuộc quan quê. Điệu nhạc tôi thích đó là tango. Nhìn cha sợ, chúng con cảm thấy ngại như Đức Giáo Hoàng Francisco, người quân bình trong tất cả mọi chiều kiếp, không thái quá và không cực đoan, cả đến việc đạo đức cũng như đời sống riêng tư. Âm nhạc của cha sợ thì chẳng ai có thể chê được, có chê cùng lắm là cha Đàm Minh Nguyễn Thứ Trưởng, ngang âm nhạc ngang nhau mà thôi. Về anh chen biết khi con ở đây, chúng con chẳng cần nghe chuông ăn sáng là biết, cứ cha sợ tập dưỡng sinh đây, cứ nghe nêu là chim là chúng con đi xuống là vừa. Bởi vì bài kết thúc của nhóm dưỡng sinh nêu là chim tôi sẽ là như vậy, là Ngài cứ kiên trì trung thành cái giờ đó. Cho nên 16 anh em trong đó, chúng con so sánh sức khỏe với ông cụ 75 vẫn phạm phải lại. Như vậy chúng ta thấy đi tu vẫn là con người của quân bình. Ấy vậy, một khi theo Chúa đã trở nên người mục, những con người này trở nên vĩ đại hơn bao giờ hết. Huyền nhiệm hạnh phúc ấy trở nên truyền giáo xuôi ngược như Francisco trong chiêm niệm trầm lắng tha thiết như Teresa. Đó là những chiều kích không biết mệt mỏi mà không từ chối ban di tích giảng tội linh mục hàng gõ cửa. Chẳng hạn như năm tháng 21 năm qua, cha sở đã tận tụy với bệnh viện, không ngày nào mà không qua thăm bệnh nhân và thăm viếng biết bao nhiêu người hấp hối. Và trong chuyến hành trình đó, cha đã ngồi tòa yêu thương đoàn chiên của mình nơi giáo xứ Biên Hòa chúng ta. Chính vì thế, trong sứ điệp ơn gọi năm nay, Đức Thánh Cha Francisco viết: sự tôn trọng tính chất đặc thù của mỗi ơn gọi đưa đến việc mỗi người khám phá ra cái nhìn của Thiên Chúa về trên mình, khám phá ra kiệt tác của mình để hoàn thành ý định yêu thương của Thiên Chúa dành cho mình. Chúng con cùng với cha sở tạ ơn Chúa về những hồng ân mà Chúa đã ban cho cha, và cha đã hoàn tất nhiệm vụ một cách xuất sắc. Đời linh mục anh em chúng con cũng chỉ ao ước được thực hiện còn những công trình vĩ đại chúng con không thể so sánh được, nhưng nhờ ơn Chúa, Chúa đã ban cho cha những ơn cần thiết. Xin chúng con chúc cha những năm tháng nghỉ nhưng mà không ngơi, vẫn hân hoan phục vụ Chúa trong sứ mạng mới mà Đức Cha sẽ trao phó cho cha. Và cũng xin mượn lời của Thánh Teresa luôn cầu nguyện cho cha, xin gìn giữ đôi tay đã sức dầu của các linh mục được thay sạch mà hàng ngày được chạm đến Thánh thể Chúa. Xin gìn giữ đôi tay các linh mục đừng bị mang ố mà hàng ngày thấm đỏ máu cực trọng của Chúa. Xin gìn giữ tâm hồn các linh mục tinh tuyển, không vướng thế sự, đã được niêm yết với dấu ấn siêu phàm của chức thánh. Chiên cha, vì tất cả những gì cha đã thực hiện nơi giáo xứ chúng con, cho từng người, từng gia đình, từng hội đoàn của chúng con, thông qua việc trao ban các bí tích mỗi ngày, những lời chỉ dạy, khuyên bảo trong các bài giảng, cũng như trong các giờ tĩnh tâm, trong các lớp giáo lý, bên cộng đoàn chúng con xin dâng lên cha giỏ hoa và món quà mọn gói ghém tâm lòng hiếu thảo của cộng đoàn giáo xứ chúng con. Xin cha vô nhận.
cùng tác với con trong những năm tháng đầy vất vả để chia sẻ trách nhiệm với nhau với tấm lòng vui vẻ sẵn sàng. Hôm nay chúng em trở về đây để cùng nói lên cái tâm tình của chúng ta. Xin cảm ơn quý cha rất nhiều và chúc quý cha thành công tốt đẹp trong sứ vụ công đồ của quý cha nơi quý cha đang phục vụ. Kính thưa quý sơ có chức và có lẽ là thưa ông, cuộc đời cũng có người vì nó như thế, thời gian cứ trôi đi thì tuổi đời con người cũng đi qua. Có thời gian để làm việc, cũng có thời gian để nghỉ ngơi. Trong suốt những thời gian mà vợ đây với anh chị em đã tỏ ra rất tỏ tấm lòng quý mến, thương yêu đối với tôi và những cái làm cái sự thật tự nó càng thêm mạnh hơn, càng được thúc đẩy hơn, phục vụ để mang lại những kết quả tốt đẹp cho các lớp học. Giờ không nói nhiều được thì tôi cũng xin nói lời cảm ơn đối với tất cả những người góp công góp của làm ơn cho tôi cách này cách khác nhiều như là ít. Và chắc chắn là trong cuộc sống của chúng ta nó không thiếu gì những cái làm cho chúng ta khó chịu với nhau, nhất là như lúc nãy chúng ta nghe là những cái sự hiểu lầm. Thì ở đây chúng ta cái gì đẹp chúng ta giữ lại trong lòng, cái gì không đẹp chúng ta bỏ qua để anh chị em và tôi luôn mang tâm lòng sung sướng thoải mái khi chúng ta sai lầm. Anh chị em cũng đã nghe là tôi sẽ đi một cái bản lẽ để gặp lòng họ. Nhưng mà quyết định cuối cùng của Đức Giám Mục là tôi cho một cái việc khác là được khác. Là những giờ thì chờ chuẩn bị cái chỗ đó rồi chỗ đi. Nhưng mà vì sao thì cái lễ này cũng là cái lễ chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta biết bao nhiêu lần để chúng ta sống tốt và chúng ta yêu thương nhau. Xin anh chị em tha thứ tất cả những lỗi lầm hay là thiếu sót, nhiều khi vô tình nữa là cái buồn phiền và tôi cũng xóa hết tất cả những gì mà tôi không có bằng lòng, bởi vì những cái đó là cái của con người, còn Thiên Chúa là cái tình yêu thương cao cả nhất. Xin anh cầu nguyện cho anh. Chúc tất cả mọi người Việt Nam hạnh phúc, với gia đình, với thầy mẫu và tràn đầy các bạn thương Chúa. Xin chào tạm biệt anh chị em. Xin mời anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em. Xin ghi nhớ tội nhân là bản thân bao phúc lành cho anh chị em, lời sau cho anh chị em đi bình.